Kính chào quý vị đang theo dõi những thông tin thời sự nóng trên kênh YouTube của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, Văn phòng Chủ tịch nước vừa phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Tòa án Nhân dân tối cao và các cơ quan hữu quan tổ chức họp báo công bố quyết định về đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước cho biết, theo đề nghị của Chính phủ, ngày 30 tháng 7 năm 2024, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định số 758 về đặc xá năm 2024 nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2 tháng 9 năm 2024 và 70 năm ngày giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10 năm 2024. Một trong những điều kiện để xét đặc xá dịp ngày 2 tháng 9 và ngày 10 tháng 10 năm nay là người đang chấp hành án phạt tù phải có ý thức cải tạo tốt, đã chấp hành án phạt tù ít nhất một nửa thời gian đối với trường hợp bị phạt tù có thời hạn. Người bị phạt tù đã chấp hành ít nhất 1/3 thời gian. Nếu mắc bệnh, ốm đau thường xuyên, trên 70 tuổi hoặc gia đình đặc biệt khó khăn cũng có thể được xét đặc xá. Theo quyết định của Chủ tịch nước, những trường hợp bị phạt tù vì phản bội Tổ quốc, bạo loạn khủng bố nhằm chống chính quyền, tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống phá nhà nước sẽ không được xét đặc xá. Trả lời câu hỏi của báo chí về trường hợp cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh có thuộc diện được xét đặc xá trong dịp này hay không? Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, ông Chu Ngọc Anh là phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam của Bộ Công an thì sẽ được đối xử bình đẳng như tất cả các phạm nhân khác và sẽ được xem xét nếu đủ điều kiện. Còn nếu không đủ điều kiện thì sẽ không được đặc xá dịp này. Trung tướng Lê Quốc Hùng cho hay, hôm nay chúng ta mới công bố về quyết định của Chủ tịch nước. Quá trình rà soát hồ sơ cải tạo của phạm nhân cụ thể thì khi đó mới biết được có đủ điều kiện hay không. Đối với người phạm tội tham nhũng đều được đưa vào diện rà soát để xét đặc xá nhưng phải bồi thường xong thiệt hại, nghĩa vụ dân sự, trả lại tài sản. Trung tướng Lê Quốc Hùng cho biết các phạm nhân đều bình đẳng như nhau khi xét hồ sơ đặc xá. Trung tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, vẫn như những năm trước, người phạm tội về tham nhũng thì có thêm điều kiện là hoàn thành nghĩa vụ dân sự. Từ năm 2009 đến nay, Việt Nam có 9 đợt đặc xá nhân sự kiện trọng đại để tha tù cho hơn 92.000 phạm nhân có quá trình cải tạo lao động học tập tốt. Lần gần nhất là dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2022. Chủ tịch nước đã đặc xá cho 2.434 phạm nhân cải tạo tốt. Ngày 31 tháng 7, ông Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã ký ban hành quyết định số 1236 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình ngày 31 tháng 7 năm 2024 về việc giao phụ trách điều hành hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình cho ông Phạm Văn Nghiêm, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình trong thời gian ông Nguyễn Viết Hiển, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ thanh tra việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025. Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 15 ngày kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2024. Trong cùng ngày 31 tháng 7, ông Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cũng ký ban hành quyết định số 1234 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Viết Hiển, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình kể từ ngày 31 tháng 7 năm 2024 để phục vụ thanh tra việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025. Trong thời gian thanh tra, ông Nguyễn Viết Hiển có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu có liên quan theo yêu cầu của trưởng đoàn thanh tra và cấp có thẩm quyền, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Trước đó, ông Trần Trung Dũng, Chánh thanh tra tỉnh Thái Bình đã có quyết định lập đoàn thanh tra để làm rõ vụ việc phụ huynh tố cáo những bất thường về điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 tại tỉnh Thái Bình. Thời hạn thanh tra kéo dài 20 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Đoàn thanh tra gồm 11 người, trưởng đoàn là ông Phạm Công Dịch, Phó Chánh thanh tra tỉnh Thái Bình. Tham gia cùng đoàn thanh tra có 2 cán bộ Công an tỉnh Thái Bình.
Ông Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã ký công văn số 2879 về việc thanh tra đột xuất việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025. Căn cứ kết quả cuộc họp của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình yêu cầu thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra đột xuất việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình và các tổ chức cá nhân có liên quan trong việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 tại tỉnh Thái Bình theo quy định của luật thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình yêu cầu Sở Nội vụ Thái Bình chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy xem xét quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo để phục vụ hoạt động thanh tra, bảo đảm theo quy định. Đây là diễn biến mới nhất liên quan đến những bất thường điểm thi vào lớp 10 năm học 2024-2025 tại tỉnh Thái Bình được dư luận quan tâm trong những ngày vừa qua. Trước đó, dư luận đặt nghi vấn công tác chấm thi ở kỳ thi này với nhiều bất thường về điểm thi. Trong đó nhiều bài thi, nhất là môn toán và ngữ văn, tăng vọt điểm số sau phúc khảo, khiến kết quả thi không phản ánh đúng thực lực của học sinh. Trong đó nhiều thí sinh điểm thi môn toán được 3 điểm, nhưng sau khi phúc khảo, kết quả nâng lên 9 điểm. Ngoài ra, có thí sinh từng đạt giải nhì môn toán kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, nhưng điểm thi môn toán chỉ được 5,5 điểm. Kết quả phúc khảo môn toán của nam sinh được 9,5 điểm. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tiền Giang vừa ban hành cáo trạng số 26, truy tố trước Tòa án Nhân dân đối với ông Đoàn Văn Thanh, nguyên đại tá, trưởng công an thành phố Mỹ Tho, và hai thuộc cấp là Võ Trần Trí Công, Phạm Thị Quỳnh Anh về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại khoản 2 điều 356 Bộ luật hình sự. Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2016, Đoàn Văn Thanh là trưởng công an thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang đã lợi dụng chức vụ được giao nên khi có người thân của người vi phạm hành chính xin giảm nhẹ hình thức xử phạt thì ông Đoàn Văn Thanh có bút phê vào biên bản vi phạm hành chính để chỉ đạo phạt cảnh cáo thay vì phải xử lý hành chính bằng hình thức phạt tiền, không đúng với quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Cùng hành vi phạm tội với ông Đoàn Văn Thanh còn có hai đồng phạm là thuộc cấp gồm Võ Trần Trí Công, Phạm Thị Quỳnh Anh. Cụ thể, khi người vi phạm về lĩnh vực giao thông đường bộ, vi phạm trật tự an toàn giao thông đã bị đội cảnh sát giao thông, đội cảnh sát trật tự công an thành phố Mỹ Tho lập biên bản vi phạm hành chính, xác định rõ từng lỗi vi phạm hành chính như xe vượt tải trọng, không có giấy phép lái xe, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người kiểm soát giao thông. Ông Đoàn Văn Thanh đã chỉ đạo phạt cảnh cáo 253 hồ sơ, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 650 triệu đồng. Trong đó, tại đội cảnh sát giao thông, 182 hồ sơ với tổng số tiền hơn 570 triệu đồng. Đội cảnh sát trật tự, 53 hồ sơ với tổng số tiền gần 80 triệu đồng. Đối với Võ Trần Trí Công, là cán bộ phụ trách tổ xử lý tại đội cảnh sát giao thông, đã không đề xuất ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà tự trả hồ sơ cho người vi phạm. Trường hợp dù đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nhưng Công cũng không triển khai xử phạt tiền, gây thiệt hại hơn 385 triệu đồng. Đối với Phạm Thị Quỳnh Anh, cán bộ phụ trách đội cảnh sát giao thông, từ năm 2015 đến năm 2016 cũng có những vi phạm tương tự, gây thiệt hại trên 164 triệu đồng. Hành vi của Đoàn Văn Thanh, Võ Trần Trí Công, Phạm Thị Quỳnh Anh đã vi phạm tại Điều 12, 16 của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Cáo trạng của Viện Kiểm sát tỉnh Tiền Giang cho biết, ông Nguyễn Hồng Kỳ, Phó trưởng Công an thành phố Mỹ Tho thời điểm đó đã chỉ đạo không xử phạt 3 trường hợp với số tiền 20,7 triệu đồng và đã nộp lại số tiền sai phạm. Đoàn Văn Thơ, Phó trưởng Công an thành phố Mỹ Tho chỉ đạo không xử phạt 34 trường hợp gây thiệt hại 36,5 triệu đồng và đã nộp lại số tiền vi phạm. Dương Quốc Tân, cán bộ xử lý tại đội cảnh sát giao thông do thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố Mỹ Tho không xử phạt tiền 11 trường hợp gây thất thu gần 21 triệu đồng nên 3 cá nhân trên không bị xử lý hình sự. Về trách nhiệm dân sự đến nay, ông Đoàn Văn Thanh đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền gây thiệt hại là hơn 650 triệu đồng. Đoàn Văn Thơ đã nộp gần 37 triệu đồng và Nguyễn Hồng Kỳ nộp gần 21 triệu đồng. Trước đó, ngày 21 tháng 11 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với 3 cá nhân này. Tuy nhiên, vụ việc kéo dài đến nay đã gần 2 năm. Cơ quan tố tụng mới hoàn tất các thủ tục truy tố để đưa ra tòa án xét xử lý theo các quy định của pháp luật.
Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vừa có thông báo số 3384 về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Hồ Đại Dũng, sinh năm 1972, ở tỉnh Phú Thọ. Ông Hồ Đại Dũng bị Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an bắt tạm giam về hành vi đánh bạc trái phép theo quy định tại khoản 2 điều 321 Bộ Luật Hình sự. Hiện ông Dũng bị tạm giam tại trại tạm giam B14 Bộ Công an. Thời điểm bị bắt, ông Dũng đang là nhân viên công ty AS, một công ty có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, ngày 19 tháng 7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký quyết định số 697 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hồ Đại Dũng. Ngày 10 tháng 7, tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ đối với ông Hồ Đại Dũng. Cách đó không lâu, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ nhận được đơn của ông Hồ Đại Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, xin chuyển công tác và xin thôi các chức vụ lãnh đạo quản lý theo nguyện vọng cá nhân gia đình. Ông Hồ Đại Dũng sinh ngày 30 tháng 8 năm 1972, quê quán xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Trình độ thạc sĩ kinh tế phát triển, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bầu bổ sung giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ năm 2018, ông Dũng từng đảm đương các chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ, Bí thư Huyện ủy Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Sau khi ngừng công việc trong hệ thống chính quyền, ông Dũng về đầu quân cho công ty ASEAN Sleep Farm của ông Hồ Đại Minh. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!